Làm anh khó đấy. Phải đâu chuyện đùa với em bé gái, phải người lớn cơ. Khi em bé khóc, anh phải dỗ dành. Nếu em bé ngã, anh nâng dịu dàng. Mẹ mua quà bánh, chia em phần hơn. Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm anh thật khó, nhưng mà thật vui. Với ai yêu em bé thì làm được thôi. Vậy là mình cũng hơi khó khăn với em mình một chút rồi. Nhưng mà sao em với con bé mình phải nhường em ấy thôi, mình sai rồi. Mình sẽ đi tìm em đấy và mình sẽ in một bức tranh nữa. Hai chị em sẽ cùng nhau tô vậy. Đúng rồi, không biết đi đâu nhỉ? Có thương con bé đi đâu nữa. Thì thế là mình sẽ để cho em mình cái bức tranh này. Bởi mình làm rách rồi nó cũng rất là buồn. Bây giờ mình mới biết là mình làm chị nhưng chưa biết nhường em. Bây giờ mình sẽ nhường em mình đi được. Mình sẽ đi tìm em thôi. Ở đâu rồi không biết. Susie con buồn thì đi đâu nhỉ? À, mình biết rồi. Mỗi một lần dỗi mình á, lần nào cũng ra cái công viên, ở cạnh nhà để nằm chơi đấy. Mình sẽ ra đi tìm thấy. Susie ơi, chị xin lỗi buổi nãy chị đã không nhường em và làm sách nốt bức tranh của em rồi. Chuẩn bị một bức tranh khác. Đây là bạn ngựa pony mà em thích đúng không? Bây giờ nhá, em rất thích cảnh táo. À đúng rồi. Bây giờ hai chị em mình sẽ cùng nhau tô bức tranh này và treo ở bàn học của em nhé. Được không? Nhưng mà em có rồi mà. Bây giờ bạn bức tranh này em thích tô chỗ nào cũng được. Chị thì chị người lớn rồi, chị tô chỗ nào cũng được không? Nhưng mà nhà em có bức tranh Hello Kitty rồi mà. Mình thêm một bức tranh nữa vào bàn học cho hai chị em mình càng đẹp hơn. Đâu cần cái này đâu. Không mà đừng giận chị nữa mà. Nhớ. Thế bây giờ chúng mình về nhà tô màu đi. Con này màu vàng. Đúng rồi, đi. Này, sau cái đuôi này su tô sắc màu cho chị nhá. Đi, hai chị mình về thôi, về nhà tô thôi. Lần sau chị hứa là chị sẽ không giành của em nữa đâu. Chị sẽ nhường em tô chỗ nào em thích nhá. Đi thôi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.